Nhập gia tùy tục, ngôi nhà của những niềm vui và tình bằng hữu. Với 4 số đặc biệt, chúng tôi sẽ tiếp tục mang đến cho quý khán giả những góc nhìn đa chiều, đa màu sắc. Rất cảm hứng. Hài hước. Trẻ trung. Và kịch tính. Còn bây giờ, hãy bắt đầu với Nhập gia tùy tục. Chào mừng quý vị đã đến với chương trình Nhập gia tùy tục do Đài Truyền Việt Nam thực hiện. Em có tò mò là nếu như một người dẫn chương trình chia tay sẽ như nào không? Alex không chia tay lại. Chơi đi anh ơi. Anh chia tay với ai? Ví dụ thế, anh chia tay với camera. Ok. Chào mừng em đã đến với buổi chia tay ngày hôm nay. Không yêu you nữa. Thế em tặng cái này cho anh để anh nhớ em. Và em có một bài hát nữa. Lại bài hát nữa? Anh qua ngày hôm qua. Không gặp lại nữa nha. Không phải bài đó, chúng ta nên bài hát bài là chúng ta không thương. Mình vẫn là bạn trai của bạn. Cái này là tra tấn. Không. Muốn chia tay rồi mà còn nice với họ, cái đó là tra tấn thiệt. No, Mika cực kỳ không đồng ý là không yêu nhau nữa. Thì làm sao mình đúc quả lại kể quá. Bảo là mới tặng xong, sau đâu đó khoảng vài ngày thì bị cắm sừng.